Ông này lên kiếm ai vậy? Xin lỗi, ông muốn tìm ai đấy? Cái gì đây này? Danh thiếp đây. Danh thiếp à? Phan Diệc Bằng à? À, thì ra ông là Phan Diệc Bằng. Thế nhưng cô Lục không có đến đây. Gì vậy? Khẽ thôi, đừng để vợ tôi biết. Vợ anh ư? Thế vợ anh là ai? Công chúa Thiết Phiến ấy mà. Công chúa Thiết Phiến à? Công chúa Thiết Phiến trở thành vợ của Phan Diệc Bằng từ hồi nào nhỉ? Xin lỗi nhé, hôm nay tôi đến dự không phải với tư cách Phan Diệc Bằng. Thế thì ông dự với tư cách gì nào? Tôi là Dương Sâm Đường. Diễn viên Dương Sâm Đường Gia Ngô Ma Dương. Ồ, thì ra là thế này. Hèn chi bữa nay đẹp trai thế. Vậy chứ ông đến đây gặp phu nhân có mang theo gạo vịt quả cáp gì không nào? Có mang theo không nào? Có đấy. Đại khái là vài món đặc sản của quê hương ấy mà. Đặc sản quê hương ư? Có phải món bò xào lăn không nào? Đặc sản gì đây? Giới thiệu cho mọi người cùng thưởng thức đi. Đó là dưa hấu chanh. Lẽ nào Ma Vương phu nhân chỉ ăn dưa hấu? Thôi cũng được. Ông ta đang hát dân ca Hồ Nam đấy. Mọi người vỗ tay hoan nghênh đi chứ. Vỗ tay đi. Điều dân ca này không phải lúc nào cũng hát được. Muốn hát thì phải hợp thời và đúng người. Nghĩa là chỉ hát khi gặp vợ chứ gì. Ông cho biết nội dung bài hát đi. Xứ sở cao lương ấy mà. Xứ sở cao lương. Thế là thế nào? Muốn biết thì hãy nghe có kỳ nhé. Thế thì hát đi. Hát đi. Ông hát đi. Thôi, đủ rồi, thôi đi đừng có hát nữa nào. Thôi đủ rồi. Coi chừng khán giả bỏ đi hết bây giờ đấy. Đủ rồi mà, thôi mà. Được rồi mà. Nãy giờ chẳng hiểu ông hát cái gì cả. Thôi đủ rồi. Hình như là chỉ có mỗi hai câu là lặp lại suốt cả ấy. Phải đấy. Nếu chỉ có hai câu thôi tôi cũng có thể hát cả ngày ấy mà. Hát gì chỉ có hai câu thế? Anh chẳng hiểu gì cả. Tôi vừa hát vừa diễn cơ mà. Nghệ thuật sân khấu Hồ Nam là thế đấy. Vừa hát vừa diễn một mình à? Ông kiêm hết luôn à? Không, tôi gọi thêm một cô bạn nữa mới được. Ai nhỉ? Tiểu Lệ. Này, lên trình diễn đi. Thôi mà, có trong chương trình đâu mà diễn thế. Thôi được rồi, cô ta mắc cỡ đấy. Điệu Hồ Nam coi bộ khó nghe quá. Chi bằng anh giúp vui bằng tân nhạc đi. Chẳng hạn như là quê hương ta đó, trên đồng lúa bát ngát mênh mông. Nghe rõ chưa đó? Phải hát bằng tiếng phổ thông cho mọi người cùng nghe mới hay chứ. Ông biết hát chứ? Ồ, vậy thôi. Vậy thì hát đi. Cha quên mất rồi. Anh nhắc lại coi. Quê hương ta. Quê hương ta đỏ. Tiếp đi. Đến đồng lúa bạc ngạt mênh mông.
Bài hát Tâm sự Đường Tăng do diễn viên Trì Trọng Thụy trình bày. Mặc dù tôi đang thời niên thiếu, lòng dạ hiền từ lòng dễ siêu, song vì cầu kinh vượt gian khổ, A Di Đà Phật trừ ma yêu. Chỉ sợ Tây Lương vua nữ quốc, bày chuyện duyên tình truyện phu quân. Phải chăng người xưa từng nhận định, anh hùng khó vượt ải mỹ nhân? Mặc dù tôi đang thời niên thiếu, diện mạo hiền từ lòng dễ siêu, song đã quyết chí tìm đất Phật, còn đâu nghĩ đến chuyện tình yêu. Vua nữ quốc sống tình lai láng, tung hoa lĩnh gợi ý triền miên. Ai ngờ lòng tôi như minh nguyệt, trước mọi tỏ tình vẫn thản nhiên. Mong rằng Phật tổ giúp đệ tử sớm được cầu kinh nơi Tây Thiên. Mặc dù tôi đang thời niên thiếu, lòng dạ hiền từ lòng dễ siêu, song vì cầu kinh vượt gian khổ, A Di Đà Phật trừ ma yêu. Chỉ sợ Tây Lương vua nữ quốc, bày chuyện duyên tình tuyển phu quân. Phải chăng người xưa từng nhận định, anh hùng khó vượt ải mỹ nhân? Mặc dù tôi đang thời niên thiếu, diện mạo hiền từ lòng dễ siêu, song đã quyết chí tìm đất Phật, còn đâu nghĩ đến chuyện tình yêu. Vua nữ quốc sống tình lai láng, tung hoa lĩnh gợi ý triền miên. Ai ngờ lòng tôi như minh nguyệt, trước mọi tỏ tình vẫn thản nhiên. Mong rằng Phật tổ giúp đệ tử sớm được cầu kinh nơi Tây Thiên. Mong rằng Phật tổ giúp đệ tử sớm được cầu kinh nơi Tây Thiên.